tập 33. Một lần phong đầu bự số hàng lớn như vậy, với tình hình của mình hiện giờ chưa chắc nuốt nổi. Cũng như mấy chuyến hàng lần trước chúng ta làm mà thôi. Nhưng mà từ vụ lần trước tới giờ, chúng ta làm gì còn vốn? Tiền tới tay không lý nào không lấy chứ. Sẽ gặp nhiều rắc rối đó. Làm gì cũng phải liều thôi, hơn nữa đâu phải lần đầu. Đúng vậy, miếng mồi ngon này ở đâu cũng đánh được mùi. Phong đầu bự có ý muốn cho mình hưởng mà. Đúng vậy, có thể suy nghĩ mà. Được, thử liên lạc với phong đầu bự đi. Dạ. Alo. Phải. Em ở đâu? Được rồi, 15 phút nữa anh tới đón em. Bye bye. Hiểu Phương hả? Phải. Anh biết chọn lắm. Ngân hàng của Diệp có tương lai nhất là vì Hiểu Phương. Không chừng sau này sẽ nhờ anh giúp đỡ. Ráng đối xử tốt, sau này sẽ được nhờ. Được rồi, tôi đi trước nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hiểu Phương là cháu của anh mà. Anh đối với cổ vậy sao? Ê chà, anh đang giúp cho nó mà. Nè, nắm bóp giùm anh đi. Mới về hả? Ủa, ba. Gia Lộc. Chào bác. Anh về trước đi. Ừ. Ngồi chơi một chút đi. Dạ thôi, khuya rồi, mất công làm phiền mọi người. Vậy thì không sao, khi khác cũng được. Dạ được. Về nhà nhớ điện cho em. Ok. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Dạ chào bác. Đi chơi đâu về vậy? Con đi ăn cơm. Chỉ ăn cơm thôi sao? Ba. Thôi con lên phòng ngủ nha. Good night. Good night. Ba, khuya rồi sao ba chưa ngủ? Tim con có chuyện à? Ngủ không được. Tao thấy phòng mày mở đèn, mới vô đây kiếm mày nói chuyện thôi. Nếu muốn con đánh cờ với ba. Thôi khỏi đi. Dạo này mày có tới thăm chú Kiên hay không vậy? Có. Gia đình chú ấy ai cũng khỏe. Ừ. Còn thằng Ban, nó không thể mới được thả ra lại dửng dưng như không có chuyện gì được chứ. Đâu có. Bây giờ anh đã kiếm được việc làm rồi. Vậy sao? Dạ. Nhưng mà nó làm được cái gì đây? Cùng lắm là vô mấy công ty nhỏ làm nhân viên thôi, chứ làm được cái gì? Bây giờ anh hai tới chỗ của lão Bao bán phụ. Nhiều khi không đủ người làm, anh phải xuống bếp phụ trách nấu nướng luôn đó. Nó biết nấu nướng nữa hả? Anh làm được mà. Vậy cũng tốt. Cầm nồi cầm chảo đỡ hơn cầm súng mà. Cảm ơn ông nha. Bye bye. Xin lỗi nha ông Từ, căn nhà mà ông vừa ý mới cho người khác thuê, ông có thể chọn căn khác không? À, thôi khỏi, cảm ơn. Thông cảm nha. Không sao. Bye bye. Chị hai à. Nè, đi đâu tới đây vậy? Đâu có. Ê, anh Quang và cô Tuyết đâu? Anh Quang mới đi mua đồ ăn, sắp về rồi. Còn cô Tuyết? Hôm nay cổ có chút việc phải về sớm, chị không biết nữa. Sao cổ về sớm vậy? Em trở nên nhiều chuyện hồi nào vậy? Á, anh Quang về rồi kìa. Chị anh Quang, chuyện gì vậy? Đâu có, định hỏi anh đi đâu thôi mà. Mua đồ ăn đó. Nè, phải cô Tuyết, thế nào, cổ đi đâu? Nghe nói là cổ đi đón ba má của cổ. Có gì không? Gần đây cô Tuyết có gì không ổn hay không vậy? Cô Tuyết hả? Có vấn đề gì đâu chứ? Không có. Không, em chỉ hỏi thăm như vậy thôi. Chị thấy em có vấn đề thì đúng hơn đó. Phải đó, em có vấn đề gì đâu chứ. À phải, có phần của em hay không? Daddy, mommy. Tuyết con. Hả? Rất mừng gặp lại ba má. Má ơi, con nhớ nó quá đi. Mà sao lâu vậy? Chuyến bay bị đình lại, con tới lâu rồi hả? Đâu có. Nè, để má giới thiệu nha. Đây là Sam, con của tôi, Tuyết Ngưng. Chào cô, Tuyết Ngưng, hân hạnh. Cậu Sam đi chung chuyến bay với ba má đó con à. Cậu ấy tốt bụng lắm. Mình về thôi. Thôi, được rồi, để bà xách cho. Hai đứa nói chuyện đi ha. Phải đó, cùng là thanh niên với nhau. Thiếu gì chuyện để nói. Hai đứa cứ nói chuyện đi nha. Cô đi trước đi Tuyết Ngưng. Cô đến lâu rồi hả? Không. Xem à, bây giờ cậu đi đâu? Cháu, bây giờ cháu qua phà. Thật là tiện đường, đi chung nha. Phải đó. Cháu nghĩ chắc là không được rồi, bởi vì cháu phải gọi điện thoại. Thôi cháu xin phép nha. Bye bye. Bye bye. Tại sao lúc nãy con không nói chuyện gì với cậu Sam vậy? Con mới gặp người ta chưa đầy 2 phút, ba má muốn con nói gì bây giờ?
Cậu ấy du học ở bên Mỹ về, mới tốt nghiệp về nước thôi. Liên quan gì tới con chứ? Quen biết thêm người bạn có gì xấu đâu. Lúc 8 tuổi, má cậu Sam bị bệnh tiểu đường rồi qua đời. Gia đình thì lại không có anh chị em. Ba cậu ấy 50 mấy tuổi rồi, gia đình còn 2 căn nhà cho thuê ở xa điền đó. Cậu Sam vừa siêng năng lại vừa có học vấn. Một người có phẩm chất như vậy, dù có muốn cũng ít khi gặp lắm đó con à. Hình như là ba má quen với người ta chưa lâu lắm. Sao ba má lại biết người ta có 2 căn nhà cho thuê ở xa điền vậy hả? Lúc này ngồi trên máy bay tâm sự, cậu ấy kể thôi. Con đi lấy xe nha. Ba má uống nước nè. Ba má tính ở lại Hồng Kông bao lâu mới qua Thượng Hải? Cái gì? Ba má biết chuyện quá rồi, mới về đây chưa kịp nghĩ đã đòi ba má đi chỗ khác. Con chỉ hỏi thăm thôi mà. Phải á, con có nhớ dì ba của con hay không? Dạ nhớ. Dì ba con á, có đứa con gái Úc, 3 tháng sau là đám cưới rồi. Chừng nào mới tới lượt con đi? Má, con đâu phải là còn nhỏ nữa. Lúc má cỡ tuổi như con á, má đã lấy ba con làm chồng sinh con ra rồi. Ba má đừng sợ con bị ế chồng chứ. Nè, ba nghĩ con đừng nên kén chọn quá. Chọn đại một người tính tình thật thà, biết thương con là con được biết rồi. Con biết rồi, biết rồi. Con biết, con ba biết. Ba má yên tâm. Thử hỏi làm sao mới yên tâm cho được chứ. Nè, cũng như lần này vậy á, rõ ràng con đòi về đây làm dâu phụ giùm người ta, 2 tuần sau con sẽ quay lại bển. Tự nhiên con nói không đi nữa, phải ở lại Hồng Kông. Thật ra con có chuyện gì chưa giải quyết xong. Nếu có cứ việc nói thẳng ra đi. Con người của cậu Lập á, má cũng không có giấu gì con. Tính tình cậu ta không có trông cậy được. Nhưng mà nếu con thích á, bà má cũng không phản đối. Mà nói gì vậy chứ? Dạo này cậu ta có tốt với con không? Ba má tưởng con quen lại với anh Lập sao? Không phải hả? Dĩ nhiên là không rồi. Nếu như không phải á, có phải quen biết người con trai khác ở Hồng Kông không nỡ đi hay không? Phải thì sao, không phải thì sao? Nếu là phải thì ba má cũng được yên lòng. Nếu không á, con phải theo ba má về Canada, má có thể chăm sóc cho con mà. Con nghĩ bạn trai hiện giờ của con có thể lo cho con được mà. Tức là con đã quen với bạn trai khác hả? Má đoán thật là không sai mà. Bởi vậy má mới thấy lạ, con ngựa cậu xem tốt bụng như vậy, lý nào con không thích. Nè, bạn trai con làm nghề gì? Nè, đừng nói nhiều nữa. Bữa nào rảnh rỗi mời cậu ta về nhà ăn cơm, để ba với má con coi cậu ta thế nào. Phải đó, ngày mai đi con. Bà má tha cho con có được không? Nè, con à. Nè con à. Tôi về trước nha ông Diệp. Được rồi, bye bye. Bye bye. Khang, sao lần nào kể về trễ nhất cũng là cô vậy? Anh tìm Grace hả? Cô về rồi. Đâu có, tôi cố tình tới tìm cô mà. Có chuyện gì? Tối mai có rảnh hay không? Để làm gì? Tôi có người bạn mở tiệc họp nhóm. Cô cũng biết tôi ghét nhất là xã giao, nhưng mà tôi lỡ miệng hứa với họ, định rủ cô đi chung cho đỡ chán. Để tôi nghĩ xem. Tối mai bữa tiệc bắt đầu lúc mấy giờ? 8 giờ. 8 giờ không thành vấn đề. Không vấn đề thật chứ? Phải đó. Đúng 8 giờ gặp. Nhớ về sớm đó. Xin lỗi, tôi xin phép một chút. Xin lỗi nha, để cô phải ngồi một mình. Đâu có gì. Hay là vậy, để tôi lấy nước cho cô uống. Thôi khỏi, tự tôi lấy cũng được mà. Anh lo kiếm bạn cũ của anh nói chuyện đi. Diệp Thừa Khang. Xin chào, lâu quá không gặp hai người. Nè, tôi tưởng đâu năm nay lại vắng mặt nữa chứ. Đâu có, tại không gặp đúng dịp mà thôi. Để tôi giới thiệu cô. Đây là Phương Sở Dung, đây là Fiona, còn đây là Richard. Xin chào bạn, xin chào. Hello. Hân hạnh quá, chào cô. Tôi nghĩ cô này chắc là bạn gái của anh rồi. Anh Khang à, anh thật không phải chút nào bây giờ mới chịu giới thiệu cho người ta biết. Phải đó, anh biết chọn người thiệt, biết chọn cô bạn xứng với mình như vậy. Cô có biết không, lúc Thừa Khang còn học ở trường, anh nổi tiếng là người bánh bao. Tôi nghĩ cô có thể yên tâm ha. Vậy hả, thật tình tôi không biết. Chuyện gì vậy? Xin lỗi, tôi đang cười những người lúc nãy hiếu kỳ quá. Ý tôi nói á, hễ như có cô nào đứng gần anh đều cho người đó là bạn gái của anh, không cần biết người ta có xứng với anh hay không. Lại còn tức là không chịu điều tra cho rõ ràng. Thì có lẽ cũng xứng thiệt mà. Nói gì thì nói, cô nghĩ là chúng ta có cơ hội quen nhau hay không? Có. Có hả? Nghĩ tới nghĩ lui cũng có thôi. Chỉ là ý của anh mà.
Mau lên đi, sắp hết rồi đó. Nè anh Kỷ à. Dạ. Đem tập hồ sơ này đi kiểm tra lại. Dạ sơ. Sếp La à, bạn của anh làm gì bất cẩn tới vô bệnh viện vậy? Bạn của tôi là ai chứ? Ôi chưa biết hả? Cô Tuyết đó. Tuyết vô bệnh viện hả? Hồi nào vậy? Tôi mới gặp cổ ở trong bệnh viện nè. Cổ không sao chứ? Chạy nhảy tùm lum chắc là không sao. Tại sao cổ lại vô bệnh viện? Hơi, tôi hỏi anh hỏi ngược lại tôi. Vô đi. Không lẽ cô còn giận tôi chứ? Lần trước tôi nói xin lỗi cô rồi mà. Phải, lần trước tôi hơi quá đáng một chút, nhưng cô đâu cần phải giận lâu như vậy. Nè, bó hoa tặng cho cô nè, chịu chưa? Sao anh biết tôi ở đây? Tôi chưa hỏi cô tại sao lại khờ dại như vậy đó. Anh nói cái gì? Không phải lần nào cũng may mắn hết đâu. Nếu như cô thích kéo đàn á, tôi sẽ tặng cho cô một cây. Tội gì phải lấy cái tay của mình ra đùa chứ. Anh nói tôi tự tử. Không phải cô tự tử hả? Tối hôm trước tôi lái xe về nhà, đụng xe bị thương thôi. Thiệt không đó? Tôi gạt anh làm gì chứ, tôi nói thật mà. Tạm thời tin cô. Bác sĩ có nói chuyện nào xuất viện hay không vậy? Chưa biết. Hay để tôi nói với anh Quang xin nghỉ giùm cô. Ráng nghỉ ngơi đi. Chào ba má. Chào bác trai bác gái. Chào. Cậu này là... Dạ là bạn của con, La Tử Kiện. Dạ con chào bác. Chào cậu, chào cậu. Là cậu này hả? Má à, sao hôm qua cậu không tới vậy? Dạ con vừa nghe tin là chạy tới liền. Con gái tôi từ nhỏ tới lớn đều có tính bất cẩn, lại còn nghịch ngợm. Nếu thấy được cậu ráng chiều nó một chút. Thấy nó từng tuổi đầu này chứ, nó chưa biết lo cho tấm thân của nó đâu. Sau này hy vọng cậu thay giúp tôi chăm sóc cho nó. Phải đó, khi nào rảnh nhớ thường xuyên ghé thăm nó nha. Nó rất muốn gặp mặt cậu đó. Vậy được, vậy được. Nè, anh nói bận chuyện gì mà, đi lẹ lên đi. Phải, cô không nhắc tôi cũng quên mất. Bữa nào rảnh tới thăm cô ha. Ok, bye bye. Ngày mai gặp lại nha. Dạ, cô nhớ thường xuyên tới thăm nó nha. Nè, cậu này coi cũng được lắm. Sao con cứ nhất mực không cho ba má gặp vậy? Cậu La, cậu La. Bác trai à, có chuyện gì? Cậu không ngại tôi gọi cậu là cậu Kiện chứ? Dạ, gọi sao cũng được. Phải, cậu và con Tuyết nhà tôi quen nhau lâu chưa vậy? Tụi con quen nhau 4 năm rồi. Vậy nó qua Canada mấy lâu, hai người có liên lạc hay không? Dạ, có gửi thư. Cậu làm nghề gì? Con làm cảnh sát. Chà. Sao vậy? Làm cảnh sát chắc nguy hiểm lắm hả? Dám làm dám chịu thôi mà. Phải, cậu làm chức vụ gì? Dạ sĩ quan. Chừng nào con Tuyết nó xuất viện rảnh rỗi lên nhà chúng tôi ăn cơm. Dạ được. Vậy thôi được, không làm phiền cậu nữa. Dạ được. Bữa khác gặp lại. Dạ được, dạ được. Bye bye. Bye bye. Đây, hến xào cái tay. Đây đây đây, hôm nay hến mập lắm nghe. Ăn chung với anh bạn. Nè, sao dạo này thấy anh đi ăn mình thôi vậy? Một mình ở nhà mắt không nấu lắm. Vậy cũng phải. Phải rồi, anh làm ở đây thế nào, có vui không? Cũng được lắm, làm tới già tôi cũng chịu. Vậy cũng đỡ. Nè, ông nhìn đi, mới sửa sang chưa được bao lâu, tiệm này 20 mấy năm rồi. Đó, ông thấy không? Nè ông chủ. Hả? Có thể đưa tôi vào bếp coi được không vậy? Được thôi, cậu Toàn à. Dạ. Dẫn ông này vô bếp tham quan đi. Dạ, vô bếp. Cảm ơn, cảm ơn. Bên này. Ôi nè, Lão Bao. Hả? Ông này là ai vậy? Tới coi tiệm. Hả? Ông muốn sang căn tiệm này à? Cũng tại thằng con của tôi. Nó nói là tôi cực, biểu tôi qua bên Canada hưởng phúc. Cũng đâu cần bỏ luôn căn tiệm chứ. Tôi định là sẽ qua bển, không về đây nữa cho nên bán luôn. Vậy á. Anh hai, bây giờ anh tính sao? Nghe nói chính phủ có kế hoạch trợ vốn khuyến khích người hiếu học cái gì đó. Không ngờ mấy chục tuổi vẫn còn được đi học ha. Xui xẻo vậy. Hả? Vô tiệm của ông Bao làm chưa đầy 2 tháng, người ta lại đòi bán tiệm. Ai nói xui, con phù hộ ổng á, phù hộ ổng về nhà khỏi làm hưởng phúc của con cháu. Sao cũng được, bây giờ gia đình không có trông chờ tiền mày đem về mua gạo, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mất sở làm cũng tươi cười như anh, em thiệt hết chịu nổi rồi. Chào mừng người. Sao khuya là vậy? Mới về hả? Chắc là mới đi chơi với Hiểu Phương về phải không? Dạ phải. Nè, con quen với người ta lâu rồi, ráng mời người ta lên dùng bữa cơm đi. Không bao lâu nữa mà không muốn gặp cổ cũng không được. Sao vậy? Con vô tắm đi.
Anh đừng trách ba má tôi. Làm gì có chứ. À, bác trai bác gái à, xe của con đậu bên này nè. Hả? Xe để bên kia hả? Ờ, vậy thì hay quá. Dạo này á, con tôi không thể lái xe được, chắc phải phiền cậu rồi. Cô nghĩ ba má của cô sẽ lên trễ bằng cách nào? Cuối cùng cũng về được tới nhà rồi. Nè nè nè, cẩn thận một chút, coi chừng làm trúng vết thương đó. Con biết rồi. Để tôi rót nước cho cậu nha. Dạ khỏi đâu bác à, bây giờ con phải về liền rồi. Về? Sao về lẹ vậy? Ở lại ăn cơm đi. Con cảm thấy rất ngại đó. Trời ơi, có gì ngại đâu. Có phải cậu có chuyện gì quan trọng hay không? Vậy thì không. Không có chuyện gì quan trọng thì được rồi. Cứ ở lại thử tài nấu nướng của bác đi rồi về. Phải đó, nếu anh rảnh thì ở lại ăn cơm xong rồi về. Mất công ba má lại đổ tội lên đầu tôi. Vậy con ở lại nha. Đó, vậy mới phải chứ. Để tôi vô thay đồ cái đã. Dạ. À nè, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi. Dạ, đi vậy hả? Con không khách sáo. Đây, ăn cơm đi. À, cầm đũa lên, tự nhiên, ăn tự nhiên thôi. Đi. Con mời hai bác chùm cơm. Ừ, ăn cơm. À phải cậu Kiện à, sao cậu lại có sở thích vô ngành cảnh sát vậy? Dạ. Ừ, con nghĩ chắc là anh tưởng làm cảnh sát là lớn lắm, muốn làm gì thì làm. Đó là ước mơ từ nhỏ của con đó. Con cảm thấy là được cầm súng rất là oai phong. Có lẽ cũng không giấu gì cậu, làm cảnh sát Hồng Kông cũng được lắm. Bây giờ là ăn cơm hay nói chuyện đi? Phải dạ. Rồi, phải rồi, ăn cơm, ăn dạ, cơm đi hả? Ăn xong nói tiếp. Hôm nay cá bác mua rất là tươi. Nè, cháu ăn đi. Ăn con cảm đi. Ơn bác gái. Cậu Kiện à, nè, món này là món ruột của bác gái, ăn thử đi. Hình như con là con của ba má mà. Hai. Xin lỗi nha, bên ngoài trời mưa to quá. Anh cũng không đến trễ cho lắm. Dù trễ cách mấy tôi cũng phải đợi vậy thôi. Cô chọc tôi đó hả? Anh sao vậy, giỡn chút thôi mà. Thưa ông dùng gì? Cho tôi một ly nước trước đi. Dạ được. Uống ly nước là đủ rồi. Anh không cần bắt chước như tôi đâu. Sao sang vậy, mới trúng số hả? Tự nhiên bắt anh làm người yêu bất đắc dĩ của tôi. Mấy bữa nay ba má tôi làm anh khó xử, tôi nghĩ bữa nay tôi có trách nhiệm trả giùm cho anh mà, đúng không? Đơn giản vậy thôi sao? Thật ra tôi cảm thấy họ cũng không có gì hết. Cũng may là nhờ có anh giúp đỡ, nếu không tôi thiệt không biết kiếm đâu ra một người bạn trai nữa. Sao cô lại giấu ba má của mình chứ? Tôi cũng không muốn. Nhưng nếu đổi ngược lại là tôi, nếu anh biết trước kiếm một người bạn trai ra đỡ đạn giùm mình, ít bữa nữa khỏi phải sợ phiền phức, anh nghĩ sao? Tôi hiểu mà. Cứ cười đi, để tôi coi anh cười tới chừng nào. Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi thì không sao đâu, dù sao hiện giờ tôi cũng chưa có bạn gái mà. Tôi biết điều đó, nếu không anh đâu cần lo cho tôi. Cô biết vậy thì tốt rồi. Nhưng mà vậy, tôi có một điều kiện. Tôi muốn từ nay không ăn những gì mà má cô nấu. Tôi thà ra ngoài ăn cơm. Không thành vấn đề. Dạ Nghi. À, cô Dương. Nghi à, lần trước á, cô nhờ tôi tìm việc cho bạn của cô. Tôi đã tìm được rồi. Vậy hả, làm việc gì? Làm việc lặt vặt ở phòng thuốc của bác hai tôi. Nhưng mà tiền lương cao lắm nha, được hơn 5,000. Vậy sao, thời gian làm việc thế nào? Ồ, chuyện đó thì tôi không biết. Nè, để tôi cho cô địa chỉ, biểu người đó. Nếu thích thì tự đến đó hỏi thì hay hơn. Cũng được, cảm ơn cô Âu Dương. Nè, người đó là ai vậy? Đâu có, bạn bình thường thôi. Là bạn bình thường thiệt chứ. Nè, cô mau giải thích cho rõ, giới thiệu cho tôi làm quen đi. Tôi thích quen với bạn mới lắm đó. Làm ơn, cho hỏi Trần Phi Hành ở phòng số mấy? Phòng số 1. Cảm ơn anh. Vô đi, trong này chật hẹp lắm, ngồi đi. Xin lỗi nha. Alo, phải. Sao vậy? Lát nữa gặp hả? Được rồi, ở đâu vậy? Vậy hả? Được rồi, ngồi chơi đi. Anh còn làm chuyện đó hả? Cô tìm tôi có chuyện gì? Anh có nghĩ nếu bị cảnh sát bắt lại hậu quả sẽ ra sao không? Tôi tới đây để nói cho anh biết, tôi đã tìm được công việc cho anh. Vậy sao? Làm việc lặt vặt ở phòng thuốc. Anh thích hay không tùy anh, ngày mai anh tới đó coi thử đi. Tới đó làm gì, tôi không biết làm gì hết. Nhưng dù gì cũng đỡ hơn công việc anh đang làm.
Đây là địa chỉ của phòng thuốc đó. Tôi có hẹn với ông chủ, 3 giờ gặp mặt, 2 giờ rưỡi tới đó là vừa. Để coi sao đã. À, phải rồi. Khi nào muốn tìm tôi á, khỏi phải chờ lên đây. Chỗ này phức tạp lắm, không tiện cho cô đâu. Điện cho tôi được rồi. Ờ. Ê, cảm ơn nha. Chào ông chủ. Hả? Cho hỏi anh Hạnh có ở đây không? Anh Hạnh hả? Hạnh nào? Hôm nay anh tới xin việc mà. Tôi là người gọi điện hẹn giờ với ông đó. Ồ, tôi nghĩ là anh ta không có cần công việc này đâu. Bây giờ đã 5 giờ mấy rồi, chưa thấy ai nè. Anh không tới gặp ông sao? Ê, nếu như anh ta tới, tôi đâu có cần phải lả mồ hôi như vậy. Nè, chưa hết đâu nha, để tôi nói cho cô biết. Hạng người này không đáng tin đâu. Nếu bây giờ nó có tới, tôi cũng nghĩ lại có nên giận nó hay không. Ông chủ. Hả? Tôi tới xin việc. Trời ơi, tới trễ quá rồi. Xin lỗi nha, hôm nay thình lình tôi có chuyện phải làm. Tôi đã cố gắng tới gặp ông rồi. Tôi nghĩ là công việc này không có thích hợp với cậu đâu. Ông chủ à, cho tôi làm thử đi. Chuyện gì tôi cũng làm được hết. Thật sự tôi rất cần việc làm mà, ông làm ơn giúp tôi đi. Nè, công việc ở đây đến trễ trừ lương à nha. Không thể chứ đây. Chừng nào đi làm được đây? Chừng nào cũng được hết. Đi theo tôi. Bây giờ Đại Phi thì kiếm được việc, còn anh thì bắt đầu thất nghiệp. Ai... kế hoạch trợ vốn khuyến khích thiếu học cũng thôi sao? Nè, ăn trái cây đi. Cảm ơn má. À, dạ cảm ơn. Từ lúc nó được thả ra tới giờ, em giúp nó cũng không ít. Anh nghĩ chắc đủ rồi. Giúp đỡ người ta đâu cần biết đủ hay chưa. Em bày nhiều trò làm cái gì, chưa chắc nó chịu nhận lòng tốt của em. Việc đó tự em biết sắp xếp. Bà tin vào cặp mắt của con Nghi. Cậu Kiên. Bác trai bác gái. Sao đúng lúc vậy? Phải đó. Nè, cậu đi đâu đó? Đâu có, con tính về sở thôi. Dạo này cậu bận lắm sao? Cũng thỉnh thoảng. Ngày mai cậu bận lắm hay sao? Đâu có. Sao con của tôi nó nói dạo này cậu bận đến nỗi không có thời gian ăn cơm nữa? Cậu nói với bác như vậy hả? Mặc kệ nó đi, tóm lại ngày mai nếu cậu rảnh ghé nhà tôi chơi. Dạ có gì hay không? Không, ngày mai sinh nhật của ổng, bác nghĩ tụ họp gia đình lại ăn bữa cơm vui vẻ với nhau thôi mà. Phải rồi. Ủa, con tôi nó không nói cậu nghe sao? Có lẽ nhất thời bận quá cho nên con quên mất thôi. Ngày mai sắp xếp thời gian ghé nhà ăn cơm ha. Nhất định mà. Con cháu trong nhà cậu không được mua quà lên đấy nha. Bye bye. Dạ, ngày bye bye. Gặp lại ha. Đúng giờ chưa? Tôi đợi anh đúng 3 phút đó. Tại cô tới sớm mà thôi. Tặng cho ba tôi hả? Phải đó. Cái gì vậy? Chút nữa sẽ biết, mau lên. Bác trai à, sinh nhật vui vẻ. Trời ơi, cảm ơn, sao quá vậy? Ba mở ra coi, coi có thích không? Được. Phải đó, mở ra coi đi. Chà, là cái đồng hồ. Đẹp quá, tốn kém lắm đây nha. Quan trọng là bác thích thôi mà. Cậu thật hiểu ý của tôi, thích lắm. Cậu thiệt là. Có đồ ăn rồi. Ăn đi. Con mời ăn đi. Mời ba má. Phải rồi ba. Hôm nay sinh nhật của ba, ba có nguyện vọng gì không? Ba từng tuổi đầu này còn có nguyện vọng gì? Đơn giản là con mình có được người ưng là ba thấy vui rồi. Ba, con khờ thiệt đó, mắc cỡ cái gì chứ. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng là chuyện bình thường thôi mà. Cảm ơn nha cậu Kiên. Dạ không có gì. Bây giờ còn sớm, hai đứa đi chơi đi. Hai bác tự lên là được rồi. Trễ lắm rồi má, bây giờ còn đi đâu được. Để con lên với ba má. Không cần đâu, thanh niên mấy đứa sợ gì không có chỗ đi. Ê, đừng có phiền ba má lên nhà thủ thỉ với nhau chứ. Bây giờ còn đủ thời gian đi coi suốt 9 giờ rưỡi mà. Nè, xuống xe đi ông, ngồi hoài làm gì. Cũng được, hai đứa đi chơi vui vẻ nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Xong rồi, đường nhà ai nấy về. Mình không đi coi phim hả? Tôi tưởng anh từ chối khéo ba không má tôi. Không phải đâu, có một bộ phim rất hay đó. Vậy không dám phí thời gian của anh. Nè. Trong 2 tiếng mấy đồng hồ cô không về nhà, cô đi đâu đây? Đi vòng vòng chơi thôi. Tôi đi với cô.
Tuyết à, cô thích cá lắm hả? Ừ, tôi thích nhất là cá ba đuôi. Tại sao vậy? Không biết nữa, hãy thấy chúng tôi cảm thấy vui lắm. Chắc lúc trước nhà của cô nuôi nhiều cá ba đuôi lắm hả? Không có, tôi cũng không rõ. Có một lần tôi về đến nhà thì chúng bị ngửa bụng chết hết rồi. Xem ra cô đâu tới nỗi bi quan đâu. Nếu có thì sao? Thật ra tôi cũng cảm thấy cá giống như người. Trước sau gì cũng chết thôi. Người ta nuôi cũng chết, mình nuôi cũng chết. Nếu như mà tôi là cô, chắc chắn tôi sẽ mua về rồi tính tiếp. Anh giải thích cũng có lý. Vậy cô có hiểu được câu triết lý nào chưa? Tôi hả? Ừ. Được, chúc thăm may mắn nha. Nè, đừng có vớt hết nguyên vợ vậy chứ. Nè con này nè, hả? Con này đẹp thiệt đó. Nè, con rùa giống y như anh vậy đó. Giống cô nhiều hơn. Tôi nghĩ chắc nó rớt ra từ cái hồ bên kia kìa. Mau trả lại đi. Ừ, mua nó luôn đi. Cô mua rùa hay mua cá đây? Tôi nghĩ là nó muốn theo anh về nhà đó. Tôi không biết nuôi rùa đâu, cho tôi xin đi ha. Anh yên tâm đi, nuôi rùa dễ hơn nuôi cá nữa. Mau lựa cá giùm tôi đi. Con đẹp thì bỏ ra. Anh Băng à? À, dạo này bữa nào anh cũng về khuya quá vậy? Đâu có. Đi chơi hả? Tất nhiên là không phải rồi. Lo cho thân anh thì hay hơn. Tụi đâu có gì. Anh tìm được việc làm chưa? Cần gì mà lẹ quá vậy? Với trình độ của anh, muốn kiếm việc đâu có phải là khó chứ. Nè, nói sốc không phải không? Chuyện đó bản thân tôi biết nghe. Nè, thật ra anh định tìm việc gì? Không chừng tôi có thể giúp được cho anh đó. Nè, anh kêu tôi qua đây á, không phải biểu tôi nhìn anh đi tới đi lui, coi anh nuôi rùa chứ. Tới liền, tới liền. Sao đây? Tự nhiên đi mua con rùa làm gì á? Bộ lúc này khổ lắm hả? Phải đó. Anh Hai à, có làm phiền anh làm gì không? Giờ này ít khách lắm, lát nữa thì mới làm mệt nghỉ. Nè anh Hai à, quán này chừng nào chính thức sang nhượng vậy? 2 tuần nữa thôi. Vậy là từ nay sẽ mất một chỗ hội họp. Lui tới chỗ này cũng hơn 20 mấy năm rồi. Ơi, đúng là đáng tiếc. Xưa nay tiệc vui nào mà không tàn chứ. Chuyện trên đời cũng khó nói lắm. Hơ, không biết chủ nhân sau này có tiếp tục làm nghề buôn bán hay không nữa. Dù là họ buôn bán đi nữa, cảm giác của anh cũng khác hẳn. Vậy cũng phải. Còn anh thì sao? Từ nay định làm gì hả? Tôi chưa biết nữa. Chắc có lẽ nằm nghỉ một thời gian. Hay là anh đánh liều một nước qua ngân hàng làm giúp cho em đi. Chú lo tôi thất nghiệp làm gì? Đâu có, em muốn tìm một người giúp việc đỡ gánh nặng cho em thôi. Ê, chuyện ngân hàng tôi có biết ức giáp gì đâu chứ, trời ơi. Một ngân hàng lớn như vậy chắc chắn là có việc thích hợp với anh rồi. Thôi đi, tôi chỉ muốn tự mình kiếm. Ê, thôi thì thôi, em biết trước là không cãi lại anh mà, cạn đi. Chết rồi. Vô đi. Có chuyện gì? Lại bận đi tiếp chuyện với ông bà nhạc gia chứ gì. Có gì mau nói đi. Ha, hôm qua đi lại Phật, hôm nay không biết là đi đâu nữa đi. Liên quan gì tới anh chứ? Dạ, không chừng là đất Hồng Kông chỗ nào anh cũng tới rồi. Anh Kiện à, tôi thấy anh không phải là chỉ đơn giản biết giả vờ đâu. Anh đừng có đón mò nữa mà. Sao, phản ứng lại, tôi đoán trúng rồi chứ gì. Tôi nói cho anh biết, anh đừng đoán bậy đó. Yes sir. Tôi đi trước đây. Dạ, nếu có sợ gì không nhận chứ. Không dư hơi nói với anh đâu. Nè, lát nữa anh có về không? Cũng may mà tới kịp lúc đó. Thực ra nếu anh không rảnh, anh không cần phải đón ba má tôi đi chơi nơi này nơi nọ. Tôi rảnh mà. Nhưng anh không thấy phiền sao? Coi ra anh cũng nhẫn nại lắm. Nhưng tôi thật không ngờ bác gái lại chịu chơi như vậy. Thích coi tiết mục của kẻ chủ mưu. Ba má tôi thích coi lâu lắm. Tại lúc trước tôi không lấy giấy giùm ba má tôi thôi. Nè, mấy giờ tới trước hai bác vậy? Cũng sắp rồi đó. Tôi có mua món quà muốn tặng cho cô phía sau đó. Cây dù hả? Sao tự nhiên lại mua cây dù tặng cho tôi? Lần trước làm hư cây dù của cô, bây giờ đành lại cái khác thôi. Cảm ơn. Có cái gì đâu chứ. Quách Phú Thành đẹp trai thiệt nha, ăn ảnh lắm á.
chương trình này hấp dẫn không bác? Hay. Hay, bà còn nói hay nữa. Thiệt là nỗi đám khán giả là cũng làm điếc cả hai cái lỗ tai rồi. Lúc nào cũng vậy hết, tại ba má khăng khăng đòi đi thôi. À phải, hôm nay không có mưa tự nhiên xách theo cây dù làm gì vậy? Con thích đem. Cậu Kiện à, ngồi chơi tự nhiên nha, chúng tôi vô phòng. Dạ, ngủ ngon. Tự nhiên ngồi chơi ha. Anh uống gì? Cho tôi ly nước. Có liền. Hả? Sao lại ngồi đó? Bữa giờ vẫn chưa chết, cô giỏi lắm. Sao độc ác vậy hả? Tiểu Dân nó khỏe lắm kìa. Tiểu Dân hả? Ừ? Cô đặt tên cho nó sao? Vậy thân mật hơn, khỏi phải tối ngày kêu cá tàu khó nghe lắm. Vậy cũng phải. Ừ. Anh ngắm đủ chưa? Có lòng lắm người ta mới ngắm cá của cô đó, bày đặt nói móc tôi nữa. Nhưng mà tôi cảm thấy con cá này của cô, cái đuôi của nó, chỗ này nè, cô thấy chưa? Có chấm trắng đó. Phải rồi, không lẽ nó bị bệnh sao? Cô đừng lo, cô cũng có chấm trắng vậy. Ngày mai chúng ta sẽ đi mua chút thuốc đem về sức lên cho nó. Chắc chắn sẽ khỏi thôi, không sao đâu ha. Nè Dân à, mau ngoan ngoãn đừng có bơi nữa, nằm nghỉ cho khỏe đi. Cảm ơn anh. Có cần nói như vậy không? Làm như xa lạ lắm vậy. Nè 5 giờ 15 rồi đó, mình coi suốt 5 giờ rưỡi đi. Cũng được. Mình đi ăn cơm đi. Trời, xem ra bộ phim này cũng hấp dẫn thật đó. Qua đây. Trùng hợp vậy, coi phim hả? Đâu có, đi ăn cơm thôi. Để anh giới thiệu, đây là bạn của anh Trương Tuyết Ngưng, Phương Sở Dung. Còn đây là Thừa Khang, nó rất giỏi đó. Xin chào. Hai người đi đâu vậy? Đâu có, tính coi suốt 5 giờ rưỡi. Cũng sắp vào suốt rồi đó. Thôi không làm phiền hai người nữa, vô coi đi. Cũng được. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Được lắm. Cô muốn nói cái gì đây? Anh không định hàn gắn với cổ hả? Cổ chịu nhận mới được chứ. Anh không thử làm sao mà biết được. Sao cô biết là tôi chưa làm thử? Giá quan thứ sáu nói cho tôi biết đó. Mua vé đi ha, tới giờ rồi. Bây giờ mình đi đâu? Xin lỗi, tôi không thể đi coi phim với anh được. Đi nha. Dung à. Hả? Tôi muốn biết thật ra đã xảy ra chuyện gì. Không có gì. Chúng ta cứ tiếp tục như vậy không phải là cách đâu. Chúng ta là ai? Đúng ra lúc nãy đâu có gì. Cũng do cô đòi coi phim. Sao tự nhiên nó không khỏe muốn về nhà? Đâu có, lúc nãy thình lình tôi cảm thấy không khỏe nên mới nhờ anh chở tôi về nhà thôi. Xin lỗi nha, khi khác mình xem lại. Cô thấy không khỏe hay là sau khi cô gặp thằng Kiện trong lòng cô thấy khó chịu? Sao cô còn tự gạt mình chứ? Thật chất cô vẫn chưa quên nó. Cô đừng tưởng không nói thì có thể giải quyết mọi chuyện. Tại sao cô lại khờ dại quá vậy? Chẳng lẽ trong tim cô không ai có thể thay thế thằng Kiện được hay sao? Khang à, tôi rất muốn anh hiểu một điều. Tuy chúng ta là bạn thân, chuyện gì cũng nói được. Nhưng mà trong chuyện tình cảm, anh có thể cho tôi tự chọn không? Không phải là tôi không cho cô gìn giữ, nhưng tôi chỉ muốn biết tại sao thôi. Anh Khang, buông tay ra rồi hẳn nói. 3 năm qua tôi đối xử với cô ra sao tôi nghĩ cô cũng hiểu. Bấy lâu nay tôi làm nhiều chuyện vì cô, tôi hy vọng là cô chấp nhận tôi, là tôi chỉ hy vọng cô có thể sống một cuộc sống vui vẻ. Thật ra cô có biết, từ bấy lâu nay tôi không hề bỏ cuộc. Bấy lâu nay tôi vẫn rất yêu cô. Tôi không muốn hai chúng ta tiếp tục như vậy. Cô có thể cho tôi cơ hội được hay không? Có phải chúng ta hiểu lầm không? Không phải hiểu lầm. Cô biết tôi nói thật mà. Cô nói đi, tôi đã làm sai chuyện gì? Tại sao bấy lâu nay cô không chịu chấp nhận tôi chứ? Bấy lâu nay tôi vẫn tưởng anh đã hiểu quan hệ giữa chúng ta. Tôi không muốn có cái gì đó ảnh hưởng đến chúng ta. Hôm nay tôi sẽ coi như anh uống say, anh chưa nói gì hết. Tôi mong rằng anh sẽ quên những gì mà anh nói hôm nay. Nhưng mà Dung à, tôi... Bỏ đi. Anh mau về nhà nghỉ ngơi đi. Sau khi tỉnh dậy anh sẽ quên hết tất cả. Sở Dung, Sở Dung.
Sở Dung. Sở Dung. Cô gọi tôi. Cô không sao chứ? Không. Nhờ Grassy photo hồ sơ này làm hai bản giùm tôi. Dạ được. Chưa đến giờ ăn trưa mà. Grace à, để tôi làm giùm cô. Không gấp lắm đâu. Ừ, không sao. Chào anh. Hai người bị sao vậy? Em ra ngoài một chút. Sao Dung à, tôi có thể nói chuyện với cô chứ? Không phiền cô lâu đâu. Tôi xin lỗi chuyện tối ngày hôm qua. Tôi không còn nhớ tối qua đã xảy ra những gì. Vậy thì tốt. Chúng ta vẫn là bạn chứ? Tôi ra ngoài. Tìm em có gì không? Kẻ đang có chuyện hình như không phải là chị. Bộ mặt em giống như có chuyện lắm sao? Hôm nay chị thấy em và Sảo Dung hình như có chút xíu không ổn đó. Thật là không thể qua mặt chị. Hai người đã xảy ra chuyện gì? Em nói với cổ rồi. Chị cũng đoán như vậy. Cổ có phản ứng gì không? Cô nói sẽ coi như em chưa nói gì, tiếp tục làm bạn. Thật ra vấn đề xuất phát từ chỗ nào đây? Không biết có phải lúc em nói quá hấp tấp làm cho cô sợ hay không. Bây giờ em định làm gì? Em không biết phải làm sao nữa. Em có nghĩ là sẽ bỏ cuộc không? Em không chịu nói, chị làm sao giúp em được chứ? Dù bây giờ em nói là không bỏ cuộc, chị nghĩ có thể làm gì được chứ? Đơn giản thôi mà. Tạo cơ hội cho mình, tạo cơ hội cho cổ. Vậy tức là sao? Sao em ngốc quá vậy hả? Nè, Sảo Dung không luôn miệng từ chối em, tức là em vẫn còn cơ hội. Em cứ thử tăng thêm một chút thành ý nữa, lịch sự, chắc chắn sẽ được lòng cổ thôi. Vậy nếu vẫn thất bại thì sao? Ở đời không thể bi quan vậy được đâu. Thế sự vô tuyệt đối mà, đúng không? Sao đứng đây vậy? Tôi cố tình đứng đây chờ cô. Có lẽ nhà tôi có người, đúng hơn anh phải lên nhà đợi, cần gì đứng đây hóng gió chứ. Có những chuyện lên đó nói sẽ không tiện. Chuyện gì? Có lẽ cô cảm thấy những gì tôi nói với cô hôm qua là hơi đường đột. Tôi xin lỗi. Anh đã làm cử chỉ đẹp ở công ty rồi mà. Không phải. Ý tôi muốn nói cho cô biết, tôi không muốn coi như chưa có gì xảy ra. Những gì tôi nói tối qua hoàn toàn là sự thật. Hy vọng cô sẽ suy nghĩ lại. Tôi biết ngày thường anh giúp đỡ tôi, đối xử tốt với tôi, nhưng có những chuyện không thể miễn cưỡng được. Cô không cần phải trả lời ngay, cứ về nhà suy nghĩ lại. Thật ra lúc nào trả lời cũng vậy thôi. Bây giờ ngoài trừ công việc, đi học, tôi thật sự không muốn tiếp nhận thêm chuyện khác. Cô nói chuyện rất thẳng thắn. Tôi không muốn phí thời gian của cả hai. Cô có thể coi như là nãy giờ tôi chưa nói gì với cô được hay không? Coi như chưa có gì xảy ra. Không dám làm phiền cô. Bye bye. Bye bye. Giờ đi. Coi kìa, hình như không phải là điềm lành. Phải, thất bại nữa rồi. Sao đây, em định qua đây để chị dỗ ngọt em hả? Đừng có chọc em mà được không? Nè, vậy thì càng tốt. Giải quyết rõ ràng, từ nay khỏi phải phiền nữa. Nè, không lẽ chị sớm đoán được kết quả hả? Chị thông minh như vậy, dĩ nhiên biết trước em rồi. Hai đứa quen nhau bấy lâu, nếu tiến tới cũng phải tiến tới từ lâu lắm rồi. Vậy sao chị còn xúi em nói chuyện với cổ? Nè, chị không có xúi em cam tâm sao?
Nhưng mà có những chuyện phải từ từ. Không sao đâu. Không biết là phải chờ tới khi nào nữa. Chuyện đó chị cũng chào thua luôn. Không chừng quyển sách này sẽ giúp được cho em đó. Sách gì vậy? Quyển sách này dịch ra tạm thời gọi là Bắt đầu từ thức tình, rất hợp cho em coi vào lúc này đó. Xin lỗi nha, ai đến lâu chưa? Mới tới thôi. Thưa cô muốn dùng gì? Làm ơn cặp đi. Sao trễ quá vậy? Đâu có, lúc nãy tình cờ gặp vợ chồng của bá Tước Đặng cho nên nói chuyện một lát thôi. Có phải chủ tịch của tập đoàn Trung Thiên bá Tước Đặng Vĩnh Sam không? Vợ chồng họ thì là tốt, lấy nhau mười mấy năm vẫn thương nhau như vậy đó, thì làm ganh tị muốn chết. Anh nghĩ sau này chúng ta lấy nhau có được như họ không ha? Nếu vậy em phải giới thiệu bá Tước Đặng cho anh quen rồi. Anh Lập à, tụi mình quen nhau được bao lâu rồi? Sao tự nhiên là hỏi vậy? Còn 2 tháng nữa là đủ 4 năm, có đúng không? Vậy anh quen em bấy lâu nay, anh cảm thấy em có điểm nào không tốt hay không? Em hả? Đâu có đâu. Không có thì chứ, anh sợ gì mà không nói. Em phải tin tưởng bản thân của mình mới được chứ. Em còn nhớ có một lần thầy bói nói với em, ông nói là em sẽ lấy chồng năm em 28 tuổi. Vậy thì sao? Không biết là ông thầy bói này nói có đúng không nữa. Lúc nãy em nói chuyện với khách tới đâu rồi hả? Tốt lắm, rất suôn sẻ. Uống cà phê xong chúng ta đi đâu? Sao cũng được, tùy anh thôi. Hiếm. Sao anh lại ở đây? Anh mới tìm bá Tước Đặng. Anh tìm ổng để làm gì? Anh hỏi ổng lúc trước làm sao cầu hôn được bà Đặng gì? Vậy ổng có nói cho anh biết không? Có, nên anh mới chờ em tăng sở đi nè. Liên quan gì tới em chứ? Lấy em nha. Hình như anh còn thiếu một món đồ đó. Ở trong túi của em đó. Cũng do ổng dạy cho anh hả? Không phải, là do anh tự nghĩ ra thôi. Anh bỏ chiếc nhẫn vào túi em hồi nào vậy? Bí mật.